Chào mừng quý vị cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lạc Cà. Và hôm nay Nhân Lạc Cà rất vui khi lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Và hôm nay Nhân Lạc Cà sẽ ghé vào khu vực xóm Lèo trên khu quy hoạch Huỳnh Tấn Phát để review cho quý vị một quán cà phê mà có view tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn. Đây là một cái quán cà phê mà có view triệu đô luôn quý vị. Thuộc dạng là ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Đà Lạt hiện nay. Và đây là con đường đi vào quán cà phê. Đây còn gọi là xóm Lèo quý vị. Chúng ta search trên Google thì search là xóm Lèo hoặc là khu quy hoạch Huỳnh Tấn Phát. Đi vào khu vực này thì chúng ta sẽ có một vài quán cà phê trong khu vực này. Và hôm nay Nhân Lạc Cà sẽ review quán cà phê đẹp nhất ở khu vực này để cho quý vị theo dõi cũng như là có một cái điểm để chúng ta khi mà đến thành phố Đà Lạt hoặc là có những ai chưa biết có thể ghé vào uống cà phê để check in ngắm hoàng hôn rất là lãng mạn luôn. Vào những cái buổi chiều thì du khách cũng như là người dân ghé vào khu vực này để ngắm hoàng hôn rất là nhiều, và đặc biệt là chụp hình cưới, quay những video về phóng sự hoặc là những cái video ca nhạc để đưa lên YouTube quý vị. Nhân Lạc Cà sẽ đi dạo một vòng xung quanh khu vực này để cho quý vị ngắm cảnh, rồi sau đó sẽ đi vào quán cà phê. Khu vực mình là một trong những khu vực mà ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất ở Đà Lạt hiện nay. Khu vực này nó khá rộng rãi, chúng ta có thể nhà người ta chưa xây dựng nhiều, còn nhiều bãi đất trống cho nên chúng ta đậu đổ xe rất là thoải mái luôn. Quán cà phê mà Nhân Lạc Cà giới thiệu là nằm ở trên cao đó quý vị, một cái vị trí tuyệt đẹp, đẹp nhất ở trong khu vực này luôn. Quán cà phê này có tên là Đồi Hoàng Hôn, nằm phía cuối con đường, là vị trí cao và đẹp nhất ở trong khu vực. Một cái không gian vào buổi chiều hoàng hôn đẹp và lãng mạn quá quý vị. Rất là nhiều bạn trẻ, những cặp đôi tới đây ngắm hoàng hôn. Và khi mà nhìn bầu trời, khi mà chuyển qua những cái ánh hồng, ánh vàng quý vị, nhìn cảm giác lâng lâng luôn quý vị, rất đẹp. Với một cặp đôi bước đi lững thững trên con dốc xóm Lèo, chúng ta thấy quá lãng mạn. Cho nên Đà Lạt vào những cái mùa này đã hết mưa rồi quý vị, cho nên có những buổi chiều mà mây lác đác, sau đó là những cái ánh hoàng hôn khi mặt trời mà chuẩn bị lặn xuống núi quý vị, thì cho lên những cái bầu trời màu hồng, màu vàng rất là đẹp. Có những hôm có bầu trời màu tím nữa quý vị. Chiều nay đẹp hơn bữa trước à? Bữa trước nó hơi xám xám. Này đều á chú hả? Hôm nay Nhân Lạc Cà đi thì hoàng hôn cũng khá đẹp. Có những hôm thì hoàng hôn gọi là đặc sản luôn ở ngay khu vực này. Và bây giờ Nhân Lạc Cà sẽ đi vào bên trong và lên trên phía trên lầu để review cái chỗ vị trí ngồi uống cà phê và ngắm cảnh. Ở bên dưới cũng có những cái không gian để chúng ta uống cà phê, nước uống. Ở đây thì cũng khá rẻ quý vị. Và đây là không gian ở trên lầu. Rất nhiều bạn trẻ tới đây, từng cặp đôi tới đây để quay TikTok, rồi quay lại những cái cảnh quan này, chụp hình để đưa lên Facebook, Zalo, Instagram, vân vân quý vị. Đây là một trong những cái vị trí mà ngắm hoàng hôn trên một cái sân thượng của quán cà phê Đồi Hoàng Hôn.
Nhưng là Cạc cũng hay ghé vào khu vực này lắm. Từ khi mà nhà của cái quán cà phê này mới bắt đầu đổ móng xây dựng rồi lên lầu, rồi cho tới hôm nay là quán cà phê đã đưa vào hoạt động quý vị. Nhưng là Cạc hay ghé và quay cũng rất nhiều ở khu vực này để giới thiệu đến quý vị. Và hôm nay thì quán cà phê đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động, cho nên Nhân Lạc Cà sẽ review để cho quý vị có một cái điểm đến để uống cà phê ngắm hoàng hôn. Từ trên sân thượng chúng ta thể thấy các bạn trẻ ở dưới đường họ đang ngắm hoàng hôn cũng như check in chụp hình ở khu vực này. Hồi trước ở đây là một cái con hẻm nhỏ thưa quý vị, một cái con đường nhỏ với một cái khu quy hoạch mới mở ra. Sau này người thấy người dân, rồi các bạn trẻ chiều chiều ghé tới khu vực này ngồi chơi, uống cà phê, rồi ngắm cảnh, rồi có những cặp đôi tới để chụp hình cưới, thì bắt đầu các cái dịch vụ nào là quán cà phê, những quán ăn, rồi bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, sữa đậu nành vân vân, tất tật là mở ra khu vực này và càng ngày càng thu hút mọi người. Cho nên là khi mà đến Đà Lạt, các quý vị mà chỉ cần search ngắm hoàng hôn Xóm Lèo thôi là rất là nhiều các cái kết quả đưa ra cũng như là hình ảnh đưa ra để cho chúng ta thấy được. Từ cái vị trí này mà về trung tâm thành phố Đà Lạt là 6 km, quý vị. Đây là cái khu vực điểm giao nhau giữa phường 9 và phường 11. Ở Đà Lạt thì có rất là nhiều các cái quán cà phê mà kiểu ngắm hoàng hôn, có những cái quán cà phê mà đặc trưng. Như là cả thì thường review những cái quán cà phê mà đặc trưng mang đậm phong cách Đà Lạt, đó là có view, có sân thượng để ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh hoặc là ngắm đèn lồng, quý vị. Ở đây thì ban đêm khi mà đèn lồng ở khu vực này, những cái nhà kính quý vị, những cái nhà kính mà mở điện lên là bắt đầu đứng ở trên sân thượng nhìn xuống, view rất đẹp luôn. Một cái thành phố không ngủ ở Đà Lạt quý vị. Ở dưới chúng ta cũng có thể ngồi, quán cà phê này có view ở phía dưới ngồi cũng đã rất là đẹp rồi. Còn trên sân thượng thì chúng ta nhìn được bao la và tổng quát hơn. Quý vị thấy một cái ngày bình thường thôi, thứ hai, thứ ba, những cái ngày trong tuần thôi mà chúng ta thấy rất là đông khách du lịch cũng như là các bạn trẻ tới đây để ngồi uống cà phê, check in cùng ngắm hoàng hôn. Rồi từ lúc mà chiều cho tới khi mà mặt trời lặn luôn quý vị. Ở đây có hai bạn nữ tới đây cũng quay TikTok quý vị ha. Rất là dễ thương với một cái khung cảnh tuyệt đẹp. Với cái khung cảnh ở trước mắt cho nên Nhân Lô Cà mới nói là quán này là một trong những quán cà phê mà ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất ở tại thành phố Đà Lạt hiện nay, cũng như là rất là lãng mạn luôn. Nếu mà chúng ta đi một cái cặp đôi mới yêu nhau hoặc là cặp đôi mà đi tuần trăng mật quý vị, mà ghé tới đây uống cà phê nhìn hoàng hôn từ lúc mà mặt trời gần lặn cho tới tối như thế này luôn, cảm giác rất là lãng mạn và cảm giác thấy người mình nó lâng lâng luôn quý vị. Quá đẹp.
Bên dưới là khu nhà lồng, nhà kính của người dân ở khu Nam Hồ và phường 12 thuộc Thái Phiên đó quý vị. Ban đêm thì lên đèn rồi thì chúng ta nhìn thấy nhà kính rất đẹp. Mùa này thì nhà kính còn lên đèn còn thưa quý vị, cho những cái mùa mà tháng 12, tháng 1 là chuẩn bị hoa cho kỳ Tết đó quý vị. Các cái loại hoa cúc, hoa ly rất là nhiều. Lúc đó thì khu này lên đèn rất là đẹp, sáng rực luôn. Giờ tối rồi, tuy nhiên chúng ta thấy còn rất là nhiều khách nén lại để ngắm hoàng hôn, ngắm bầu trời xuống và cũng như là ngắm thành phố khi mà nhà lồng lên đèn. Mấy hôm mà khách ông ngồi dưới này. Nên có dịp mà ghé thành phố Đà Lạt cũng như là du lịch thành phố Đà Lạt thì chúng ta sẽ có thêm một điểm nữa để ngồi uống cà phê, ngồi ngắm hoàng hôn, một cái nét đặc trưng của thành phố núi, thành phố hoa mai anh đào này, đó là những quán cà phê view đẹp, ngắm hoàng hôn, ngắm thành phố lên đèn. Như là cả rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Nếu quý vị thấy video này có nhiều thông tin bổ ích, hãy đăng ký kênh và like để ủng hộ tinh thần Nhân La Ca nhé. Còn bây giờ Nhân La Ca xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.